Chào các bạn, đây là cái chủ đề, cái video này là chủ đề về bài toán số Catalan. Cái này thì nó có liên quan đến cái đề tin học trẻ của tỉnh Nghệ An vừa rồi năm 2023. Thì bây giờ làm luôn về cái số Catalan. Số Catalan là số được định nghĩa nó sẽ bằng là 1 trên n cộng 1 nhân với tổ hợp chỉnh n của 2n, hay nó bằng 2n giai thừa chia cho n cộng 1 tất cả giai thừa nhân n giai thừa. Cái bài toán này nó rất là lớn, bởi vì ở trên tử là giai thừa mà dưới mẫu lại tích của giai thừa rồi phép chia cho những cái số lớn. Vì thế mà bài toán này ta phải giải quyết theo kiểu giải quyết số nguyên lớn. Vậy thì dãy số Catalan là 1, 1, 2, 5, 14, 4, 2, 132, và nó phải áp dụng theo công thức này. Nó là đáp án của các bài toán có bao nhiêu cách khác nhau để đạt n dấu ngoặc mở và n dấu ngoặc đóng đúng đắn. Ví dụ n bằng 3 thì ta có là 5 cách đóng ngoặc. Đó. Bài toán thứ hai là có bao nhiêu cây nhị phân đúng có n cộng 1 lá. Với n bằng 3 thì nó cũng như vậy. Vậy bài toán thứ ba là bài toán về cho một đa giác lồi có n cộng 1 cờ n cộng 2 đỉnh, ta chia đa giác thành các tam giác bằng cách vẽ đường chéo không cắt nhau trong đa giác. Hỏi có bao nhiêu cách chia như vậy? Ví dụ n bằng 4. Đây. Như vậy thì ta sẽ đi giải quyết cái bài toán này bằng cái đề bài như sau. Bài là đi tìm số in ra cái số Catalan mà với n nhỏ bằng 2000. N bằng nhỏ bằng 2000 thì số Catalan đó theo công thức thì nó phải bằng là 4000 giai thừa chia cho 2001 giai thừa nhân với lại 2000 giai thừa. Số nó quá lớn. Vì thế mà trước khi vào làm cái bài này ta phải định nghĩa phép nhân. Nhân một số nguyên lớn với một số nhỏ. Vậy số lớn đấy mình sẽ dùng kiểu string và một số nhỏ là kiểu lon lon. Ta có một biến tổng và một biến nhớ, một chuỗi C và một chuỗi template. Cái này định nghĩa phép nhân thì mình có định nghĩa ở cả những cái video trước rồi. Cho một cái biến y chạy theo cái độ dài của cây sâu này cho đến không, và tức là phép nhân thì mình phải nhân từ cuối nhân về đầu mà, đúng không? Đó, cộng với biến nhớ. Khi nhớ mà bằng sum chia 10 thì ta sẽ làm ra được cái phép nhân. Đây là định nghĩa phép nhân với một số nguyên lớn và một số nguyên nhỏ. Tiếp theo là định nghĩa một số phép chia, bởi vì ở trên cái bài Catalan là phải có phép chia mà 2n giai thừa chia cho n cộng 1 giai thừa nhân với n giai thừa mà. Cho nên chỗ này ta phải định nghĩa một phép chia số lớn cho số nhỏ. Cuối cùng là ta return cái biến C ra. Tiếp theo là vào chương trình chính. Chương trình chính thì đơn giản thôi, mình nhập n vào, sau cho một cái biến đếm, một biến n ấy, bằng 1. Cho một cái biến y chạy từ n cộng 2 cho đến 2n. Và biến này sẽ bằng nhân của nó với y. Rồi cho một cái biến y chạy từ 1 cho đến n. Và biến này sẽ bằng chia của nó với y. Sau đó ta sẽ xeo ra y thì được là cái số. Ví dụ theo đề bài ta có là n bằng 1 thì nó cũng bằng 1. N bằng 2 tiếp tục, n bằng 2 thì nó bằng 2, n bằng 3 nó bằng 5, n bằng 3 thì nó bằng 5, n bằng 6 thì nó bằng 130, n bằng 6 thì nó bằng 132. Bây giờ ta thử n bằng 2000 xem.
Số nó khá to nên cần có một khoảng thời gian nó mới chạy xong. Đó, cái số của nó quá lớn. Đó. Nếu như mình giải quyết không bằng sử dụng số nguyên lớn thì nó không ra được cái bài với cái số là lên tới 2.000 đâu. Đây là toàn bộ chương trình của nó. Các bạn có thể rút gọn lại những câu lệnh cho nó đơn giản hơn, hoặc là mình dùng hàm. Đó. Chương trình chính. Nghĩa là vậy là bài toán mà liệt kê, tức là tìm ra cái số Catalan khi nhập n Catalan của n thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là với cái chia sẻ vừa rồi thì các bạn hình dung một chút về cái số Catalan. Xin chào.